Chiều nay, tại Đà Nẵng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và trao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Hứa Chấn Rân, trú tổ 10, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tại buổi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ với những khó khăn của gia đình ông Hứa Chấn Răng. Mong muốn gia đình ông tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu làm ăn, phát triển kinh tế để có cuộc sống tốt hơn. Ông Răng thuộc diện hộ nghèo của phường Thanh Khê Tây. Bản thân ông bị bệnh nặng, không thể lao động, nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ước mơ về một mái nhà kiên cố là điều xa với gia đình ông. Trước hoàn cảnh đó, cụm thi đua năm thành phố trực thuộc trung ương hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để hộ ông Răng xây mới nhà ở, để kịp thời chia sẻ những khó khăn và giúp đỡ các hộ nghèo có được mái nhà kiên cố vươn lên trong cuộc sống. Trong năm 2022, cụm thi đua năm thành phố trực thuộc trung ương cũng đã hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà đại đoàn kết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tổng kinh phí 500 triệu đồng.